Em xin kính chào tất cả các bác ạ. Em là Tuấn Bắc Cạn. Hôm nay em lại về thêm được một số loại kiếm mới. Em giới thiệu cho các bác. Cái này là kiếm vị hoàng. Đây ạ. Kiếm vị hoàng, đây là một cây kiếm quốc dân ạ. Tại sao người ta gọi là kiếm quốc dân? Tại vì cái cây kiếm này, nó giá cả của nó ấy, thì không đắt quá mà cũng không rẻ quá. Mà dòng mà cây kiếm thì mặt hoa thì cũng rất là đẹp. Đây, thân thủ nó rất là đẹp. Đây, mặt thân thủ đẹp này, hoa cũng rất là đẹp và giá cả của nó rất là phải chăng. Cái kiếm vị hoàng đấy thì lúc đầu thì nó có cái tên, còn có tên khác là Thủy Trơn, kiếm Thủy Trơn ạ. Nhưng mà về sau thì được đổi tên là kiếm vị hoàng. Vị hoàng là cái tên của một cái dòng sông ở Nam Định các bác nhá. Đây, em quay cho các bác này. Đây, bộ lá của nó rất là đẹp. Đây, thân thủ rất là đẹp luôn. Cái chậu này em bán là 3 triệu ạ. 3 triệu các bác sẽ có một mầm mẹ này, một mầm con này. Mầm con này rất là to rồi, cây trưởng thành ấy, sắp trưởng thành. Và một mầm con. Em bán với giá là 3 triệu. Đây ạ, rất là đẹp các bác nhé. Đây là cái loại dòng kiếm mà được rất nhiều bác là muốn sưu tầm, yêu thích và muốn sưu tầm ở trong cái vườn lan của nhà mình. Các bác nào mà chơi kiếm hoặc là mới tập chơi hoặc chơi lâu rồi thì trong vườn thì cũng không thể nào là thiếu cái chậu kiếm vị hoàng này được. Đây là một dòng kiếm được rất nhiều các bác yêu thích. Đây là kiếm vị hoàng các bác nhé. Em bán là 3 triệu. Còn chậu thứ hai thì em bán là 2 triệu 8 này. Nó có một thân mẹ này và một thân con bé như này. Đó, thân lãng rất là đẹp đây. Nhìn các bác nhìn. Giá rất là bóng. Lá bóng này, mà lá to này. Và cây của nó không cao quá, nó cao vừa phải vừa tầm chậu rất là đẹp. Cái này em bán là 2 triệu 8. Nếu mà 2 triệu 8 này so với cái chậu này thì các bác mua chậu này nó sẽ có lãi hơn. Đây mình sẽ lãi thêm được một cái mầm này. Đó, đây là kiếm vị hoàng các bác nhé. Đây. Đây là kiếm vị hoàng. Đây, ngoài ra em còn có kiếm, hôm nay em lại về thêm được kiếm xanh thái. Em quay các bác xem nhé. Đây là kiếm xanh rừng thái ạ. Cái này em bán là 500.000 một thân. Đây, cái này là hàng xanh rừng thái các bác nhé. Tách người ta tách thân ra nhân giống ạ, không phải là hàng gieo hạt các bác nhé. Đây là một dòng kiếm đột biến của bên Thái Lan. Đây, như chậu này hai thân là 1 triệu. Đây, chậu một thân nó là em bán mỗi thân là 500. Đây, như cái chậu này này, chậu này có hai mầm con này. Cái lá nó hơi lỗi một tí ạ. Đây này, lối lá. Cái lá nó cao quá nên là nó bị gập, bị chẻ giữa. Nên là nhưng mà các bác mua chậu này thì nó lại được lãi hai mầm con này. Đây. Như cái chậu này nhìn rất là đẹp. Cái này các bác mang về chăm thì rất là tốt. Rất là có lãi. Đây, chỗ này có một mầm con này. Đó. Một chỗ này em bán 500. Đây ạ, chỗ này em cũng bán là 500 này, một thân này. Chỗ này hai thân là 1 triệu này, hai thân kèm một mầm cũng là 1 triệu này. Cái này là kiếm xanh rừng thái các bác nhá. Kiếm xanh thái ạ. Bây giờ em vào vườn trong để giới thiệu với các bác một số loại lan nữa. Đây ạ, đây là kiếm xanh Huế. Cái này là hàng gieo hạt các bác nhé. Cái này là bên Việt Nam mình gieo hạt này. Bên Việt Nam mình gieo hạt và trồng tại nhà vườn Việt Nam. Cái này các bác mang về thì mình có thể sang chậu mới cho nó luôn. Thì mình để trong tránh mưa này, để cho tầm khoảng 1-2 tuần cho nó quen khí hậu, mình hỏng bón phân các bác nhé. Đây ạ. Cái này mình có thể trồng bằng vỏ thông này, than củi này. Trộn với ít sơ dừa nữa để cho nó dự ẩm ạ. Nếu không thì các bác trồng bằng vỏ thông không cũng được. Cái này xanh Huế. Xanh Huế em vẫn bán là 100.000. Đây, 100.000 một chậu như này. Đây, cây nó bé bé như này nhưng mà bộ rễ của nó rất là khỏe các bác nhé. Để em quay cho các bác xem này. Đây, cây bé nhưng mà phát triển rất là khỏe ạ. Đây, đây này. Cây bé bé nhưng mà rất là khỏe các bác nhé. Cây này là kiếm xanh Huế. Ngoài xanh Huế ra em còn có kiếm phan chí nữa. Đây. Phan chí giao hạt em cũng bán là 100.000. Đây, cái này họ trồng bằng vỏ thông không? Thì nhà vườn trồng bằng mỗi vỏ thông. Cái này về các bác sang chậu các bác cũng có thể bằng vỏ thông không cũng được. Hoặc là các bác trộn thêm ít sơ dừa cho giữ ẩm tốt. Đây này.
Cây rất là khỏe ạ. Cần là Phan Chí các bác nhé. Phan Chí em cũng bán là 100.000. Đây, ngoài ra còn là trâu này. Trâu này em bán là 150. 150.000 một chậu như này. Nó tầm 2-3 cặp lá rồi ạ. Cái này các bác mang về mà chăm sóc tốt thì khả năng là đến Tết khả năng nó sẽ có hoa. Đây, cái này là do nhà vườn họ làm lẫn lộn hết rồi, họ lại không đánh dấu nên là em cũng không chọn màu được cho các bác. Cho nên cái này nó là hàng sổ số ạ. Cho nên nếu mà các bác lấy ấy, thì em có thể chọn theo hai hướng, đó là một cây xanh sạch và một cây thì nó lá nó hơi tím. Thì em nghĩ khả năng là hoa của nó sẽ khác nhau. Thì nếu mà các bác lấy thì em sẽ chọn theo hai hướng đấy cho các bác. Đây này, như cây này xanh sạch này. Cái này lá nó hơi tím ạ. Cái này lá hơi tím này. Nếu mà các bác lấy thì em sẽ chọn theo hai hướng này để gửi cho các bác. Này, cái này lá tím này. Châu em bán là 150.000. Còn đây là trầm rồng đỏ ạ. Tất cả các cây đều bật mầm gốc hết rồi. Đây này, đều bật mầm gốc và đã có nụ hoa. Trầm rồng đỏ em bán là 160.000 một chậu. Một chậu một thất này. Đây này, tất cả đều đã lên mầm gốc các bác nhé. Cây nó cao được tầm từ 30 đến 40 cm. Đây này. Tất cả đều đã bật mầm gốc rất là đẹp rồi. Và cây rất là nhiều nụ này. Đây. Rất là nhiều nụ luôn. Cây này các bác mang về chơi hoa xong thì mình chăm sóc cái mầm là sang năm mình đã có một chậu trầm rồng đỏ để chơi rồi. Cái này mang về để chơi hoa xong các bác hãng xử lý. Chơi hoa xong thì mình có thể cắt bớt cái rêu trắng ở gốc đi rồi mình trồng. Nếu như các bác kiểm soát được độ ẩm thì mình không cần phải cắt, mình trồng luôn. Còn nếu mà nhà các bác mà chỉ có mỗi lưới tre mà không kiểm soát được ấy thì mình nên cắt bỏ bớt cái rêu trắng đi, tại vì nó giữ ẩm rất là nhiều. Đến mùa hè nếu mà trời mưa liên tục ấy thì nó sẽ thừa độ ẩm và nó hay bị thối. Thì các bác có thể cắt bỏ bớt rêu. Nếu mà các bác có mái che thì mình không cần cắt, mình cứ trồng nguyên là được. Đây, trầm rồng đỏ này bán là 160 các bác nhé. Đây, ngoài trầm rồng đỏ ra thì em còn có trầm biên vàng. Trầm biên vàng em cũng bán là 160.000 này. Cây cao được tầm hơn 20 cm. Cái trầm biên vàng này mặt hoa cũng rất là xuất sắc ạ. Đây, trầm lá phát tài này. Rất là xuất sắc luôn. Hoa màu khuôn bông đẹp này, màu đỏ đậm và bông của nó cánh bầu rất là đẹp. Và mặt hoa của nó cũng rất là đẹp luôn. Cái này trầm biên vàng. Trầm biên vàng em cũng bán là 160. Cây thắt ngọn rụng lá và chuẩn bị cho hoa các bác nhé. Đây là những cái mặt hàng em muốn giới thiệu với các bác hôm nay. Các bác mà yêu thích mà các bác muốn sưu tầm mặt hàng nào ạ, các bác liên hệ với em theo số điện thoại là 0349622078. Em kết thúc video của em ở đây. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ.